Đây là khu vực của căn nhà ha. Đây là hàng xóm nè. Khá là sạch sẽ, sáng sủa ha. Thì bên đây là căn nhà nè. Mình sẽ đi ra bên hông trước nha. Nhìn đây có cái driveway nè. Cái driveway khá là rộng rãi. Xe ven được đi vô là cái gara rồi ha. Convert thành cái nhà cho thuê được nha. Đây đi vô trong. Này, bên trong á thì cái thảm rất là cũ luôn mọi người. Đó. Nhưng mà cái trần á thì cũng ổn ha, cao khoảng 8 feet. Thì bây giờ đi vào thì nó có cái cửa ngay đây, rồi đi vào bên trong thì họ để cái bếp đây, cái bếp á, cũng khá là xinh xắn ha. Gỗ thì tủ gỗ thì hơi cũ rồi nhưng mà vẫn xài được, nếu ai cần nó có thể thay thế. Đó, ở đây có cái tủ lạnh ở đây. Thì cái này á, họ làm cái phòng phía trước nè. Có cái cửa sổ ra. Thì mình đi vào cái cửa đây. Thì khi đi ra ngó đây thì có cái tường giả đó. Nó làm bằng cái tường gỗ á, để che cái bếp lại ha. Đó. Thì bây giờ mình đi vào bên phải, đi rẽ qua bên phải. Đi qua bên phải đây á thì có cái phòng, mấy cái phòng. Phòng thứ nhất đây. Đó, có cái cửa sổ như vậy, closet như vậy. Nhà này khá cũ rồi. Trên tường á, thì dán giấy. Nói chung là cũng vẫn cho thuê được nha, cho thuê ngay được luôn đó. Đó, có closet kế bên. Đây cái phòng thứ hai cũng có closet tương tự như vậy. Em mình mở ra nha. Cũng được. Đây trong phòng này á, thì có cái toilet riêng. Cũng sạch sẽ thôi. Nó bếp. Khá là sạch sẽ, nói chung là nhà này là cho thuê được liền nha. Phòng thứ ba. Phòng này cũng vậy, cũ cũ rồi. Có cái closet tương tự như vậy này. Ok, đến cái này là cái toilet này. Đấy. Thì cái toilet này cái cửa sổ bị hư nè. Nhưng mà cái này sửa được không có tốn tiền nhiều lắm đâu, chừng khoảng 500 bạc, 200 hai 300 tiền cái cửa. Nhiều khi mình mua rẻ mình cũng mua được có 100 mà, xong rồi mình thay thợ tiền công vô chắc khoảng chừng 300 500 đổ lại là maximum, mà 300 là em nghĩ là ok rồi, không có đến nỗi tốn tiền lo sợ. Cái này thì cho thuê được. Đó, xong rồi mình quay trở lại cái phòng khách lại nè. Thì này hơi phòng khách hơi nhỏ ha, nhưng mà xinh xắn chứ không đến nỗi gì. Đi đi ra đeo. Đây, cái cửa này mở cửa đi. Thì ở đây mình có là cái phòng giặt. Xinh xắn ha. Đó, họ để có cửa sổ, có closet. Đó, cái khúc này nhỏ nhỏ để giặt thôi cho nó ấm. Đó, mở ra. Ở đằng sau á thì có cái gara. Đây đất đất khá là rộng ha. Đây có cái gara nè, gara rời nha, có cái lối đi riêng cho vô gara luôn nè. Đó. Anh mở ra được không nhỉ? Đây. Hỏi mình. Ok. Thì nó cái này là cái cửa có thể đi ra được ngoài cái cửa gara ở ngoài đây. Thì cái gara nằm đây. Thì nếu mà ai cần á, một là đậu xe, hai là mình convert trở thành cái phòng cho thuê được luôn nha. Ở ngoài này á, có khá nhiều cây ăn trái, đất khá là rộng ha, đất vẫn còn rộng.
Đất này mình có thể xây ADU là mọi người ở Garden Grove có thể xây từ 800 tới 1000 square feet nha. Đó. Cây ăn trái, cây chanh, cam, locust. Đây, mình sẽ quay. Này có một cái cột đèn ngay đây ở bên trong, nhưng mà cột đèn này hạ thế chứ không phải cao thế, không đến nỗi sợ ha. Đây, cái đất khá là rộng. Căn này á, giá nó mềm thì mình có tiền còn cái room để sửa chữa nha. Đó. Ok. Mình sẽ đi ra nè mọi người. Đi đâu? Nói chung căn đây có cái patio. Ok. Ok. Đóng lại đi. Đây là từ đây mình đi ra nhìn lại cái bếp. Rồi mình đi ra nha. Khóa cửa lại giùm em. Khóa cửa đây nè. Ok, đó mình đi ra ngoài rồi. Thì đi ra ngoài á, cái lối đi nó đi ra là như thế này. Rồi bên này á là cái driveway. Cái driveway á thì sẽ đi vào cái gara này. Thì mọi người có nhớ hồi nãy có một cái cửa mà em mở không được á, là cái cửa trắng trắng đó đó, là đi ra cái gara này. Đó. Cái gara ra đi qua đây kia. Ok. Nhìn từ gara đi ra ngoài đường này. Đó, đây đây rất là rộng ha, có thể đậu được 4 5 chiếc xe. Ngoại trừ là cái gara bên trong là đậu được 2 chiếc rồi, ở ngoài này sẽ đậu được 4 5 chiếc xe nữa vào buổi tối nếu cần đậu để cho an toàn với lại không bị tích kịch nếu mà ngày quét đường ha. Ok, thì bây giờ em kết thúc cái clip ở đây. Người nhìn cái neighbor này. Nhà hàng xóm này. Lúc cái clip nha mọi người, bye bye.